Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp buổi truyện tiên giả tác giả vong ngữ chương 367, ta gọi là Hải Đại Phú. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Vương Đại Phú nhìn chằm chằm bên mình, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ để lại một màu kiều hận nhưng đằng lúc gã muốn hành động thì nắp từ mắt xanh đứng bên cạnh đè xuống bờ vai của gã sư tôn nói nhiệm vụ làm trọng kẻ khác để sau nghe nam từ truyền âm vương đại phú hậm hực lui lại phía sau một bước một mặt bất thượng nhìn chằm chằm viên minh cùng lúc đó ba người đi theo lôi minh lão tổ nhàn tư tịnh cũng nhìn quay viên minh tựa như muốn âm thầm nói cái gì với hắn nhưng ngại nữ tu kết đan đến bên cạnh nên không dám thấy nhiều người như vậy nhìn tới viên minh trong đội ngũ linh phủ tông một gã trung niên ăn mặc tú tài truyền âm với hắn viên đạo hữu lát hồi ngươi đi theo ta vào miễn cho bị người quy nguyên tông và ngũ lôi tông mai phục người này tên là văn tại phủ chính là người có tù vị cao nhất trong ba người linh phong thành đã có kết đàn hậu kỳ viên mình gật đầu đáp ứng nhưng trong lòng cũng không quá lo lắng cục diện chất mắt so với bản thân dự đoán trước đây thì tốt hơn không ít ngay lúc bầu không khí đang có một chút giằng co ba người hắc mặc tán mình tiến lên không nói một lời đứng ở bên trong trận pháp sau một hồi linh quang chớp động biến mất không còn thấy gì nữa thấy vậy văn tại phủ lập tức liếc mắt ra ý với bọn người bên mình một cái hai người cũng đứng ở bên trong trận pháp theo một đạo linh quang bao phủ tất cả bỗng nhiên biến mất về mình cảm thấy cảnh sát trước mắt bỗng nhiên biến hóa theo thân thể cũng có một loại cảm giác đằng vân gia dạ vũ khi cảnh tượng ở trước mắt dừng lại phát hiện bản thân đã đi tới một chỗ hạp cốc âm khí nồng đậm bốn phía đều là âm khí mê vụ màu xám cho phong bạo gào thét qua mang theo từng cơn quỷ khóc giấu vàng làm cho lòng người lạnh lẽo viên mình đứng ở bên trong trận pháp bao phủ sương mù trắng nhạt hình thành một vòng bảo hộ ngăn cách âm phong quỷ ác ở bên ngoài làm cho viên mình có thời gian quan sát chốc lát văn tài phủ cũng không ở bên cạnh của hắn truyền thống trận pháp vừa rồi làm rối loạn vị trí của cả bất luận kề bên cũng không gặp tu sĩ nguyên ảnh khác khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra đang lúc hắn đang quan sát bốn phía trận pháp ở phía dưới chân hắn đột nhiên sáng lên ngay sau đó một thiếu nữ thanh lệ xuất hiện ở sau lưng hắn chính là nhàn tư tỉnh nàng vừa mới hiện thân thân sắc khẩn trường đánh giá chung quanh thế viên mình tựa như cười mà không phải cười đứng ở trước mặt trên mặt lập tức kiện lên một tia mừng rỡ nhưng mà ngay sau đó nàng lại khẩn trương Thằng đến khi phát hiện chung quanh cũng không có lôi minh lão tổ mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng vội vàng nói với viên minh viên đạo hữu ta nhưng nàng còn chưa nói hết lời thì trận pháp dưới chân hai người lại sáng lên lần này trước mặt của bọn hắn lại là phương đại phú mà khi phương đại phú thấy rõ ràng trước mặt chính là viên minh và nhàn tư tỉnh gã lập tức lộ ra kinh ngạc tiếp theo có một chút do dự lui nhanh ra sau đồng thời một tay dương lên chờ hồi ra ba con luyện thi kết đàn ngăn ở trước cười. Lúc Tô tử mặc công kích linh quả cấm chế, hắn thông qua phân hồn thứ hai thấy những luyện thi yêu đan này. nắm giữ cả bộ di hòa tiếp bọc đại pháp, hắn tự nhiên biết rõ những luyện thi này kỳ thật chính là vận dụng phương pháp nào đó bồi dưỡng ra tu sĩ yêu đan. Hắn phá hủy quạng mỏ của quy nguyên tông, còn cố ý phá hủy phòng thi nhiệm của hải trường lão dưới mặt đất. Thật không ngờ qua mấy năm mà quy nguyên tông đã nghiên cứu ra phương pháp này tiến thêm một bước thậm chí đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt tận mắt chứng kiến thảm trạng người sẽ bị mổ xẻ rồi khâu lại trong lòng hắn không khỏi dấy lên một chút tức giận nhìn về phía phương đại phú Trong ánh mắt sáng lên ý lăng nhiên nhưng có bà tu sĩ yêu đàn hộ thân lực lượng phương đại phú thập phần mạnh mẽ phát giác được sát ý trong mắt viên minh gã ngược lại cười lạnh thành tiếng viên minh Năm đó tại mỏ quạng người giết phụ thân ta, có từng nghĩ gặp ngày hôm nay chứ? Nghe vậy viên minh nhăn mày, ta giết phụ thân ngươi khi nào? Hải thanh trưởng lão chấn thủ viên lần quáng, ngươi đừng nói là ngươi đã quên. Vương đại phú quát trói tài một tiếng, nhưng viên minh nhăn mày càng sâu. Ngươi không phải họ phương à? Lời này vừa ra, vương đại phú lập tức sững sờ, qua đủ loại sông lên đầu, lúc thấy phụ thân là phẫn hận vướng bình không chịu đổi tên đến khi biết phụ thân chết đi vẫn còn bờ mịt kéo dài hoài niệm đến nay gạ bỗng nhiên đỏ cao vảnh mắt cảm xúc phức tạp hóa thành nước mắt cũng hóa thành một tiếng rít ta họ hải gọi là hải đại phú lời còn chưa dứt gạ vùng tay lên ba tên tu sĩ yêu đàn lập tức nhào tới viên mình so với tu tử mặc gọi ra tu sĩ yêu đàn Hải đại phú gọi ra ba tu sĩ yêu đàn này mức độ hóa thú càng thêm rõ ràng Tu sĩ yêu đàn cầm đầu đã sớm không còn hai tay, thay vào đó là một đôi cánh tay to như bọ ngựa lớn. Trên lưỡi đào màu xanh thẫm, lóe lên hàn mang, theo huy động, ba đạo đào màng trắng nhạt đàn sen chém tới viên mình. Viên mình đã sớm dường tay áo lên, một cơ tiềm lực đẩy nhan tư tịnh ra sau mấy trường, đồng thời khoát tay, kim dường thức lượn vòng ra, kim mảnh lóe lên, giữa không trùng chết ra làm mấy chục đạo kim quang thức ảnh, đón đào mang tới, trong phút chốc đánh tàn nó, sau đó đầm tới tù sĩ cánh tay côn trùng. Nhưng vào lúc này, hai đạo tử sắc u quang từ sau lưng tù sĩ cánh tay côn trùng bắn thẳng tới, rơi vào trước thước ảnh, cố định chúng giữa không trung. Viên mình thấy vậy, ánh mắt quét qua, chỉ thấy sau lưng tù sĩ cánh tay côn trùng có một thêm tù sĩ yêu đàn khác, trên trán mở ra bốn con mắt, một đôi mắt rắn, một đôi mắt hồ, tử sắc u quang chính là từ mắt rắn bắn ra. Thì viên mình trông lại, sáu mắt của gã trong khoảnh khắc hai mắt con hổ tuôn ra bạch quảng chói mắt làm cho viên mình không khỏi nhào mắt lại cùng lúc đó lại có mấy tiếng oanh mình vang lên tiếp theo đó quần cuộn, cuộn sóng nhiệt đập vào mặt vài quả cầu to bằng đầu người đánh tới viên mình viên mình nhấc tay lên đỉnh nhỏ bằng đồng bay tới giữa không trung đòn gió biến lớn gần một trường vô số hỏa diễm màu đỏ từ bên trong đỉnh tuôn ra ngưng kết thành một con sĩ diễm trường long sau một phen chảo đâm vĩ quật lại ngăn cản tất cả hòa cầu kia đánh tới. Đánh ra hòa cầu chính là một tên tu sĩ yêu đàn sâu cùng, xem dung bạo, gã giống như là thạch xuyên bị bắt chung với tả khinh huy đưa đến mọi quạng mỏ. Lúc này, gã đã hoàn toàn không có thần trí, cánh tay phải giống như viên hầu lông trắng, vươn thẳng về phía trước, hòa diễm từ trong lòng bàn tay tuôn ra, ngưng tụ thành lửa, sau đó ẩm vang bắn ra. Ba tên tu sĩ yêu đàn khởi sương tấn công mạnh viên minh, đồng thời hải đại phú cũng há miệng vôn ra một thanh cốt đao màu trắng. Xem ngoại hình thì giống như đúc với thanh của hải trường lão sử dụng. Ngay sau đó, pháp lực toàn thân của hải đại phú cố động, một tay bấm niệm pháp quyết trì vào cốt đao, từ đầu ngón tay lập tức hiện ra từng cơn âm khí, như tấm lụa bao cái thanh cốt đao lại. Trên cốt đao dấy lên một đạo hỏa diễm tái nhợt, thôn vệ âm khí vọt tới. Theo hải đại phú thôi động, hỏa diễm ở bên trên thân cốt đao tăng vọt, từng cơn lạnh thấu xương kích tùy, cho dù là người đứng xem cũng cảm nhận được lạnh ý gần như đi sâu vào thần hồn hai đại phú cười lạnh hơi nhấc tay muốn điều khiển cốt đào chém về phía viên minh nhưng khi gã nhìn lại viên minh đã thấy hắn đứng ở bên kia tu sĩ yêu đan vây công chính là phụ thân hải thanh của mình phú gì là vi phủ chớ xuất thủ nữa thấy hải đại phú trông lại hải thanh vội vàng hô Hai đại phú sừng sốt một cái chớp mắt tiếp theo đột nhiên lấy lại tinh thần cắn rằng nói cầu tặc đừng mơ tưởng dùng nguyễn thuật gạt ta phụ thần ta đã chết rồi gã giống to cột đào ở trước người có một chút do dự chạm tới hải thành hòa diễm tái nhợt như hổ đói vô môi đông lạnh hải thanh thành băng tiêu nhưng nguyễn thuật ở trước mặt hải đại phú lại chưa tiểu thất trong mắt gã phụ thần còn đang bị đóng băng gắt gao nhìn chằm chằm mình trong mắt có chấn kinh cũng có trách cứ không được nhìn chằm chằm ta như vậy hai đại phú gầm thét điều khiển cốt đào chém vỡ hàn băng nhưng hàn băng vỡ vụn lại giống như từng tấm gương trong mỗi một mảnh vỡ đều cất giấu con mắt của hải thanh những ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm hải đại phú làm trong lòng của gã xuất hiện một cỗ cảm xúc có mà diễn tả bằng lời có phẫn nộ có áy náy thậm chí còn mang theo một tia khoái ý mừng thầm làm gã kinh hãi không thôi không không đúng ta không nghĩ như vậy hai đại phú giống dần thần sắc tựa như hỏng mắt, một cỗ cảm xúc không hiểu kia lấp kín nội tâm của gã thậm chí làm cho gã quên đi bản thân đang giao thủ với viên mình trong mắt của gã tất cả chung quanh đều biến thành hòa tan dòng nước vọt tới hải đại phú ngay ở trước mặt của gã ngừng kết thành hải thanh đại phú người đã làm cho vị phủ quá thất vọng hải thanh nói xong, trong tay đột nhiên có thêm một thanh cốt đao đâm vào ngực của hải đại phú tàu nhất kịch liệt đánh tới nhưng không làm cho hải đại phú tỉnh táo lại các nhìn phụ thân của mình trong mắt của y lộ ra sự thất vọng chẳng biết tại sao trong lòng lại có thêm một tia giải thoát có lẽ nên sớm như thế tại thời điểm cuối cùng của sinh mệnh gã nghĩ như vậy từ khi gã tiếp nhận phụ thân yêu mến gã hận nhưng đã không còn giành chính ngôn thuận gã bị trói buộc chặt bản thân đi tới chưa bao giờ nghĩ rằng đây có lẽ là lý do gã có thể an tâm hưởng tất cả. Gã luôn coi là bản thân mềm yếu, không chịu được lời người khác khuyên, nhưng trên thực tế, chân chính để làm cho gã từng bước một đi tới ngày hôm nay là do nội tâm của gã tham lam. Phụ thần có lẽ đã nhận ra điểm này, nhưng từ đầu đến cuối, gã hổ thẹn trong lòng, không dám, cũng không trách cứ gã. Dục vọng tạo thành xiềng xích, từng bước một kéo gã vào bên trong vực sâu, nhưng thủy chung không ai chịu chặt đất nó. Không, đã từng có nhưng sau khi mẫu thân qua đời thì đã không còn rồi. Nếu phụ thân có thể nghiêm khắc với mình, nếu mình có thể nghiêm khắc với bản thân, có lẽ sẽ không đi đến một bước ngày hôm nay. Nhưng đáng tiếc đã trễ, nhưng gã cũng không hối hận vì đã đổi lại tên Hải Đại Phú. Ta gọi là Hải Đại Phú, phụ thân, mẫu thân, Hải Nhi tới đoàn tụ với các người. Ý niệm cuối cùng trong đầu của Hải Đại Phú xoẹt qua, khóe miệng lại hiện lên nụ cười. Tiếp theo, ý thức rơi vào bóng đêm vũ tận hai đầu gối của gã mềm nhũn thi thể trùng trùng điệp điệp ngã xuống trước nhấc lên một mảnh bụi bẩm. chương 368 đường tự cứu việt minh nhìn thi thể của hải đại phú trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một cỗ tình cảm khó nói lên lời tu tiên giả bản thân phần lớn vì siêu thoát hỗn loạn phàm tục truy cầu lực lượng cường đại hơn đồng thọ cùng với thiên địa trong mắt phàm nhân tiền nhân thượng thiên độn địa kia không gì là không làm được tựa như sẽ không còn cảm nhận được khó khăn của thế gian cũng không còn phiền não của phạm nhân có thể tiêu dao trong tiên địa nhưng tu tiền giả vốn là từ trong phạm nhân đi ra được tiên địa chiếu cố nên có được linh căn để truy cầu vô thượng đại đạo nhưng bản thân lại thường không cách nào chân chính siêu thoát khỏi thế tục cũng có thất tình lục dục trải qua thăng trầm tiên nhân nói cho cùng làm người trước thành tiên sau. Nơi có người sẽ có giang hồ, có giang hồ sẽ có ẩn oán, tu tiền giới cũng là như thế. Từ khi hắn bước vào chỉ có được cầu tiên vấn đạo, kỳ thật cũng từ giang hồ này đi vào một giang hồ khác, càng thêm hỗn độn, càng thêm nguy hiểm, càng giang hồ huyết tinh lửa tà dối người. Phạm nhân chỉ ít có luật lệ trong thế tục, cùng với quốc pháp quan chủ, nếu chán ghét hồng trần, có thể rửa tay gác kiếm thoái ẩn giang hồ mà ở tù tiền giới mặc dù cũng có ước chế nhất định nhưng kỳ thật đa số thời điểm thực lực cường đại đại biểu cho tất cả trước khi có được thực lực căn bản không có cái gọi là công bằng nói cách khác nếu bản thân không có giá trị sẽ không có người ra mặt giúp người. hôm nay hải đại phú xúc động chết trong tay của mình cũng chết trong thân tình bản thân mình ngày khác nếu chủ quan hoặc là tu vi trì trệ không tiến, cũng có thể sẽ rơi vào phía sau, hạ tràng cũng chưa chắc sẽ tốt hơn. Về mình thở dài một tiếng, thu hồi suy nghĩ tạp nhằm, yên lặng tiến lên, thu lại túi chữ vật và linh thú đại của hải đại phú. Tu sĩ yêu đàn trời sinh thần hồn yếu kém, hắn gần như không uổng phi lực là có thể khiến cho phản chiến, mà trong khi thi triển huyễn thuật lừa bịp hải đại phú, hắn lại sử dụng năng lực động tình, phóng đại cảm xúc trong lòng của hải đại phú, khiến cho gã sụp đổ để tổ sĩ cánh tay côn trùng kia đánh chết gã. Tất cả phát sinh trong điện quang hòa thành. Hải đại phú trong ngảo giác trải qua thời gian dài như vậy, ở hiện thực thì lại chỉ mấy nhịp thở mà thôi. Cách đó không xa, nhàn tư tịnh nhìn thấy hải đại phú gây rối loạn, vốn còn có chút bận tâm viên minh, nhưng thấy viên minh dễ dàng giết chết hải đại phú, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì có người bên ngoài ở đây, viên minh quét dọn xong chiến trường cô không kiểm tra thu hoạch mà chỉ mỉm cười với nhàn tư tỉnh Nhàn cô nương đã lâu không gặp thanh ngâm bình thản như thể trận chém giết trước đây không lâu căn bản chưa từng xảy ra Nhàn tư tỉnh lấy lại tinh thần trên mặt còn lưu lại thần sắc khó tin nhiều ngày không gặp thực lực của viên đạo hữu càng tinh tiến Nhàn cô nương quá khen rồi nhưng mà ta vừa mới nắm giữ di hoa tiếp mộc đại pháp biết rõ bí quyết trưởng khống những tu sĩ yêu đàn này làm cho bọn chúng lâm trận phản chiến mới có thể dễ dàng như vậy thôi. Viên mình nửa thật nửa giả giải thích. Nhàn tư tịnh gật đầu, chỉ là tựa như cũng không quá tin tưởng lý do Viên mình thoái thác. Đương nhiên cũng biết đối phương không muốn nhiều lời, nên không tiện hỏi nhiều. Lại nói không nghĩ tới nhàn cô nương cũng kết thành kim đan, thật sự là đáng mừng. Chỉ là chẳng biết tại sao hôm nay lại đi cùng với lôi bình lão tổ. Lệnh tỷ đang ở chỗ nào, có mạnh khỏe hay không? viên minh đổi chủ đề hỏi thăm nghe vậy thân sắc của nhan tư tịnh ảm đạm lúc này thở dài một tiếng ai việc này nói rất dài dòng hôm đó chia ra với đạo hữu ta và a tỷ lập tức quay trở về bách đan phường phân phát tài sản cho người trong phường mang theo tài nguyên để dành trốn đến linh phong thành dự định tránh đầu sóng ngọn gió viên minh nhíu mày lại giả vờ không biết ấy vậy thật đúng dịp trước đó ta cũng ở linh phong thành đáng tiếc không gặp được tỉ muội các ngươi ấy đạo hữu không gặp gỡ chúng ta cũng là chuyện tốt ta và a tỷ vốn cho rằng chỉ cần trốn ở bên trong thành đóng cửa không ra mọi chuyện sẽ trôi qua nhưng ai ngờ trong linh phong thành ngay người không lâu lại bị một kẻ tên là minh nguyệt thần phát hiện sau khi a tỷ biết việc này lập tức mang ta đi địa thành khác tránh nạn ai ngờ sải trường lão vừa lúc trốn ở bên trong tòa thành kia hành tung của hắn bị người ngũ lôi tông phát hiện dẫn tới lôi mình lão tổ đích thần đến cuối cùng ở trong thành phát hiện tỉ muội chúng ta nhàn từ tịnh vừa rồi ở bên ngoài nghe được đám kim hy tiên tử tranh luận nên đã biết việc này bây giờ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà cười khổ nói lúc nàng nói những điểm này một đôi mắt đẹp không nháy nhìn chằm chằm viên minh tựa như muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì nhưng viên minh từ đầu đến cuối duy trì sự bình tĩnh tự nhiên nhìn không ra mảy may dị dạng nhàn từ tịnh như có chút bắt đắc dĩ đành phải tiếp tục nói Lời mình lão tổ sau khi bắt theo chúng ta cưỡng ép chúng ta đổi tu một bộ công pháp uẩn dưỡng nguyên tinh chuẩn bị cho chúng ta làm lưu đình thải bổ vì thế cố ý cưỡng ép để thăng tu vi chúng ta lên kết đan cũng lấy a tỷ bức hiếp chuẩn bị bất cứ tình huống nào đồng hành với ta còn có hai nữ tu kết đan cũng là lưu đình dự bị chỉ là các nàng một lòng phụ thuộc vào lôi mình lão tổ đã sớm biến thành đồng lõa trông giữ ta chặt chẽ. Cũng may ngay lúc này, các nàng không ngồi bên cạnh, ta mới có tiền trò chuyện với viên đạo hữu. Nói xong, nhàn tự tịnh thở dài một tiếng, trong lời nói, nhiều hơn mấy phần u oán. Viên đạo hữu nghe A Tỷ nói, khi đó người phá hủy quạng mỏ của Nguyên Nguyên Tông, chính là dùng danh nghĩa Minh Nguyệt Thần. Trong phong linh thành, Minh Nguyệt Thần không phải là vì ngươi mà đến, lại vừa lúc phát hiện ra ta chứ. À, có lẽ là vậy trước đó ta bẩm báo với minh nguyệt thần Chuyện vũ hoàng về sau kết đàn ở bên trong linh phong thành minh nguyệt thần cũng tự mình đến chúc phúc chỉ là ngài cũng không nói với ta viên minh nghe vậy thì thở dài nhưng lại không nói rõ trần tướng nhàn từ tư tình trầm mặc một khoảnh khắc cảm xúc bỗng nhiên kích động lên viên đạo hiếu thứ cho ta nói thẳng minh nguyệt thần nếu tồn tại lúc trước người cũng bảo đảm với ta nếu gặp phải nguy hiểm có thể mặc niệm tên của người khẩn cầu bảo hộ lúc lôi mình lão tổ phủ xuống ta đã niệm nhưng vì sao người lại không hiện thân rõ ràng có thần thông quảng đại lúc ấy ở quảng mỏ cũng đã giúp cho tất cả mọi người có được tự do chúa thể vận mệnh vì sao người không chịu xuất hiện để viện thủ chúng ta viên mình không trả lời chỉ yên lặng nhìn nhàn tư tỉnh phát tiết cảm xúc mà nhàn tư tỉnh thêm viên mình phản ứng như thế trên mặt lập tức hiện lên một tia tuyệt vọng bổ môi mấp máy xoay người sang chỗ khác không muốn nhiều lời nữa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên viên mình mở miệng nói. Thần là vạn năng, nhưng thần cũng không phải là luôn nhìn chăm chú thế gian. Sau khi nhàn côn đường nghe được thần dụ đã tê bái cầu nguyện chưa, ta thần là thần sứ, cư trú ở bên trong linh phong thành. Thần tự nhiên cũng sẽ rời ánh mắt về phía linh phong thành, nhưng không có tín đồ cầu nguyện, thần làm sao chú ý được. Huống chỉ vào ngày thường chẳng thèm ngó tới thần, đến lúc nguy nan mới cầu nguyện thần cứu trợ thử hỏi thần kiểu gì mới có thể chiếu cố dạng người này đây chỉ có tín đồ mới đến cứu rỗi thần như vậy không cảm thấy ngại sưng là phổ độ chúng sinh sao nhàn từ tỉnh ngoái nhìn cười lạnh người sai không phải chỉ có tín đồ mới đến cứu rỗi mà chỉ có người thức tỉnh mới đạt được sự cứu rỗi chỉ có tự cứu mới có thể có người cứu thần có vi lực tồn tại ở thế gian nếu chúng sinh đều khổ thần không phải cứu ngài bởi vì đây không phải là cứu người mà là hại người ngài cứu rỗi chính là vạch cho chúng ta một con đường tự cứu mình chúng ta đi theo đường của thần cuối cùng mới có thể tự cứu rỗi mình nhàn tư tịnh nghe vậy thế nào nào đôi mắt to hắc bạch phân mình hiện lên một chút như nghĩ tới điều gì viên minh nhìn nàng một chút bất động thanh sắc tiếp tục nói giống như cuộc chiến ở quạng mỏ quy nguyên tông tuy ta là xuất thủ giải quyết hải thanh nhưng những tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ trông coi các đệ tử vẫn do nhóm quáng nô tự mình giải quyết minh nguyệt thần để cho ta giải khai trói buộc tư tưởng của bọn hắn để cho bọn hắn dựa vào bản thân lấy được tự do do đó nếu người thành tâm cầu nguyện minh nguyệt thần có lẽ thần sẽ phái ta đến đây ban cho người công pháp có thể thành tựu kết đan để lúc đó đối mặt với lôi mình lão tổ cho dù không địch lại người cũng có khả năng mang theo tỷ tỷ đào tàu nếu như ngay cả đào tàu cũng không được như vậy thần sẽ đích thân ra tay giúp ngươi giải quyết lôi minh lão tổ nghe vậy nhàn tư tịnh miếm chặt bờ môi dường như không cam lòng nhưng không phản bác cuối cùng cô chỉ có thể rơi xuống một tiếng thở dài sầu kín hay à, bây giờ nói gì cũng đã muộn nhưng viên mình lại lắc đầu nói chỉ cần thành tâm sẽ không muộn nhàn tư tịnh ngây ngần cả người bỗng thấy viên mình tiếp tục giải thích ta là thần sứ đại biểu minh nguyệt thần chăm chú nơi này chỉ cần từ giờ trở đi người thành tâm tín ngưỡng minh nguyệt thần tán thành lý niệm của người người sẽ bất kể hiềm khích lúc trước lúc người cần nhất sẽ ban thưởng ân điển ban thưởng ân điển ân điển gì tự mình ra tay giúp ta giết lôi minh lão tổ hay là trực tiếp đem ta và a tỷ đến một nơi mà lôi minh lão tổ không tìm thấy nhàn tử tịnh cười hỏi ta nói này thần là vạn năng nhưng sẽ không phải muốn gì là cứ lấy. Ngày này, thần người hãm ở trong nhà tù, tựa như quáng nô bị nhốt ở bên trong quạng mỏ. Lời mình lão tổ chính là vòng cổ kẹp ở trên cổ ngươi. Chỉ cần ngươi thành tâm cầu nguyện, Minh Nguyệt Thần sẽ giúp ngươi giải trì vòng cổ. Nhưng lệnh thì vẫn cần phải tránh thoát trói buộc, ngươi phải tự đi giải cứu. Viên mình lắc đầu nói như vậy. Trong mắt của nhan từ tịnh sáng lên một chút trở mong, rốt cuộc bị thuyết phục mấy lần, vội vàng nói. Được, ta đáp ứng người Từ giờ trở đi, ta sẽ thành tâm cầu nguyện với Minh Nguyệt Thần Nếu người thật sự có thể giúp ta giết lôi Minh lão tổ Để cho ta có được lực lượng cứu ra A, Tỷ Ta cũng sẽ nói A Tỷ tin tưởng Minh Nguyệt Thần Ngày sau Bách Đan Phường trùng kiến Chúng ta cũng sẽ để tất cả mọi người trong phường tín ngưỡng Minh Nguyệt Thần Trở thành tín đồ của người Minh Nguyệt Thần đang nhìn chăm chú tòa tiên phủ này Lời người sẽ truyền đến trong tai ngài Chỉ là nhớ kỹ Bây giờ người còn chưa phải là thần sứ Minh Nguyệt Thần Cầu nguyện nhất định phải thành tâm Minh Nguyệt Thần sẽ dễ dàng tha thứ một lần Nhưng không có lần thứ hai Viên mình gật đầu nhẹ Lại dặn dò từng chữ Ta nhớ kỹ Ta cũng sẽ không lấy mạng A tỷ Và tài sản của mình để nói đùa Nhàn tư tịnh trịnh trọng bảo đảm Trường 369 Đại Bổ Thời khắc này Một tiếng cười lạnh từ sâu lưng viên mình Và nhan tư tịnh truyền đến Tràn ngập ý trở vúng Hai người thấy tự kêu nhìn lại Chỉ thấy trong âm khí tràn ngập Cách chỗ đó không xa Mơ hồ nhìn thấy một thân hình thưa tà áo đen Xem trang phục chính là gã tu sĩ kết đàn hắc mặc tán mình Người này xuất hiện dị thường đột ngột Lại vô thành vô tức Mặc kệ là viên minh hay là nhan tư tịnh, Đều không phát hiện người này từ nơi nào đến Xuất hiện khi nào Thần sắc của nhàn tư tịnh đột biến Trong tay hiện lên kim quang Có thêm một thanh kim sắc bảo kiếm Tạo hình cổ xưa Thân kiếm khắc ghi rất nhiều đồ án quái thú Một mặt đề phòng Các hạ vô thành vô tức nghe lén người khác nói chuyện như thế Có phải là lén lút không? Viên mình đưa tay ngăn nhàn tư tịnh lại Bất động thanh sắc khỏi Người áo đen cân bản mắt điếc tai ngơ Xem hai người viên mình như không Thân hình thoát bộ cái Bay đến bên trong cốc hướng lên núi Viên mình hơi nhèo mắt lại Một cỗ thần thúc chụp vào người áo đen Thi triển mộng điệp huyễn thuật Mà kệ người này xuất hiện khi nào đã có khả năng nghe được kế hoạch của hắn và nhàn tư tình vậy không để gã rời đi được nhưng tốc độ của người áo đen bay không thay đổi chút nào căn bản không bị huyễn thuật của viên mệnh ảnh hưởng còn mắt của hắn có rút lại trong lòng cảm thấy ngạc nhiên lấy thần hồn lực của hắn ngày hôm nay cùng với tu vi huyễn thuật cho dù là kết đan hậu kỳ cũng chưa chắc không thể bị ảnh hưởng chút nào đang cân nhắc viên mình liền thôi động bách quỷ dạ anh đồ hư không ở trước người áo đen bắt đậu cùng một chỗ một thân ảnh màu xám lăng không xuất hiện chính là phương hiệu đình dưới hình thái quỷ nô năm ngón tay khẽ chụp tới làm đạo hắc sắc lôi điện từ đầu ngón tay bắn ra đánh về phía người áo đen chính là thần thông lôi âm sau khi phương hiệu đình truyền hóa làm kỳ nô mới đản sinh ra nhàn tư tịnh thấy viên minh động phủ thì cũng khẽ kêu một tiếng kiếm sắc bảo kiếm phát ra tiếng gào thét dung chuyển hư không chém về phía người áo đen Người áo đen vẫn bất động Một cỗ gợn sóng màu trắng từ trên thân của gã nhộn nhạo ra Hai mắt của Phương Hiệu Đình lập tức trở nên trống rỗng Phương hướng lâm đạm âm lôi bị lệch Lướt qua thân hắc bảo nhân Trong mắt nhàn tư tình cũng nổi lên mấy phần mông lung Tựa như rơi vào huyễn cảnh Kim sắc bỏ Kiếm sắc bảo kiếm đột nhiên mất đi khống chế Chạm về một phương hướng khác Huyễn thuật Trong lòng viên minh nghiêm nghỉ Giờ mới hiểu ra hắc bào nhân này vừa rồi vì sao không bị huyễn thuật của hắn ảnh hưởng người này đơn giản là có thể khiến cho nhàn tư tịnh của với phương hiệu đình rơi vào huyễn cảnh tu vi huyễn thuật chỉ sợ không kém mình viên mình khẽ quát một tiếng hồn đan ở bên trong tất cải bỗng nhiên thu nhỏ gần như biến thành to bằng hạt vừng sau đó bỗng nhiên căng phồng lên một cỗ thần thức cường đại phun ra ngoài tân mãnh dị thường hình thành một cỗ sóng giữ thần thức cường đại hùng hằng trùng kích lên thân của phương hữu đình và nhàn tư Tịnh đây là trước đây không lâu hắn kết hợp với hồn đan thuật chấn hồn bí thuật cùng với năng lực tràng hồn tìm ra thần thông phá giải huyễn thuật thập phương hồn lãng thập phương hồn lãng phá giải huyễn thuật hiệu quả kém xa tràng hồn nhưng ở phạm vi rộng lớn hơn thân thể của phương hiệu đình và nhãn tư tịnh run lên khôi phục lại hắc bảo nhân quay đầu nhìn viên bình một chút trong mắt ẩn chứa hiện lên một tia kinh ngạc thân hình lóe lên chui vào sâu bên trong thùng lũng rất nhanh không thấy tung tích trên mặt viên mình lướt qua một tiết kỳ dị không ngăn cản nữa viên đạo hiếu vì sao ngươi để hát bào nhân kia rời đi nhàn tư tị khẩn trương không nhịn được mà có chút trách cứ không sao người này sẽ không tiết lộ bí mật của chúng ta ánh mắt của viên mình hơi chấp động trong miệng nói vậy vì sao người biết người kia à đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt nghe viên mình nói mà có chút bất mãn viên mình không trả lời vật tay áo vùng lên ba cái tiểu kỳ màu vàng rơi quanh người. Ta có một chuyện khẩn cấp muốn làm, tình cầu nhan đạo hữu thay ta hộ pháp một hai. Hắn nhanh chóng nói cũng không đợi nhan tư tịnh trả lời. Liền thôi động ba cái tiểu kỳ màu vàng. Hoàng quang sáng tỏ từ trên ba cái tiểu kỳ dâng lên, hình thành một màn ánh sáng bán cầu thật dày, ba phủ thân ảnh viên minh, thần thức cũng vô phá xuyên thấu vào. Nhàn tư tịnh liên tiếp bị độc thủ của hắn làm cho không thể hiểu thấu, thậm chí còn có chút tức giận nhưng nàng cũng rõ mình vừa mới tiến dài vào kết đan kỳ thực lực nhỏ yếu không được viên minh điều trong mắt cũng là đương nhiên nhàn tư tịnh thở sâu, đè xuống tức giận trong lòng yên lặng đi đến bên cạnh màn ánh sáng màu vàng khoanh chân ngồi xuống phương hiệu đình thì đứng bên kia màn sáng màu vàng ánh mắt trống rỗng nhìn chung quanh viên minh thông qua phân hồn thứ hai cảm ứng được cử động của nhàn tư tịnh khẽ vuốt cầm lật tay lấy ra một tấm ngân sắc lệnh bài kia sau bàn sáng màu vàng tăng thêm một tầng màn sáng màu bạc lúc này mới an tâm ngồi xuống lấy ra thao tiên đỉnh sau một lát màn này sáng màu vàng tiêu tán thân này của hắn hiện lộ ra viên đạo hữu làm xong chuyện chưa nhàn tư tịnh đứng dậy mỉm cười nói cũng không hỏi viên minh đã làm gì đã xử lý xong để nhàn đạo hữu đợi lâu chúng ta lên đường thôi Viên mình thấy nhàn tư tình nhanh như vậy đã điều chỉnh tốt tâm tình, không khỏi nhìn nàng thêm một chút. Thu phương hiệu đình bên cạnh vào bách quỷ dạ hành đồ rồi nói. Hai người phi thân lên tiến vào sân cốc. Càng đi về phía trước, âm khí ở bên trong sân cốc càng thêm dày đặc. Rất nhanh cho không khí hiện ra nồng vụ màu xám đen. Hai người viên minh cách thật xa đã cảm giác được kinh mạch toàn thân bắt đầu run lên. Thậm chí ở chỗ sâu bên trong cốt tủy cũng bắt đầu ăn ẩn nho nhói, nhói. Quỷ trướng nơi đây âm khí lại nồng đậm như vậy thân sắc của nhàn tư tịnh trở nên cứng trọng ánh mắt của viên mình cũng khẽ độc hắn nghe nói quỷ trướng là nơi âm khí cực nặng quỷ vật tụ tập mới có thể hình thành dị thường âm độc cho dù tu sĩ gặp phải tu vi hơi thấp cũng sẽ bị tình huyết hút khô héo mà chết nhưng đối với pháp bảo quỷ đạo quỷ trướng lại là vật đại bổ tâm niệm của hắn truyền động âm thầm thôi động bách quỷ dạ hành đồ trong sơn cốc khí lưu lập tức dũng động quy chứng nồng đậm bắt đầu bay tới hai người nhàn từ tịnh biến sắc cuốn quyết tế lên một viên châu hỏa hồng lơ lửng trên đỉnh đầu mở đạo hồng sắc quang trụ từ trên viên châu phủ xuống bao phủ nàng vào trong đó quỷ trướng va phải hồng sắc quang trụ lập tức phát ra âm thanh xèo xèo bị hồng quang ở bên trong cột sáng làm bốc hơi viên mình thì hơi thôi động bách quỷ dạ hành đồ thể nội lộ ra một tia sáng trắng quỷ trướng va vào đến bạch quang lập tức biến mất không còn tâm tích căn bản không chạm nổi đến thân thể của hắn nhàn từ tịnh nhìn không thấu viên mình dùng thủ đoạn gì nhưng cũng không hỏi nhiều hai người thi triển thủ đoạn tiếp tục đi tới rất nhanh bay vào bên trong quỷ trướng bách quỷ dạ hành đồ phẳng phất như thao thiết thôn thiên trên đường những nơi đi qua trong phạm vi mấy trăm trượng quỷ trướng đều bị rung động không thôi trong sơn cốc tình huống nhìn như không biến hóa nhiều kỳ thật tinh hoa của quỷ trướng đã bị thu nạp trống không bách quỷ dạ hành đồ phát ra tiếng chiến binh vui vẻ đồ án ở phía trên cũng tươi sáng thêm mấy phần trong đồ quyền mấy con quỷ nô cũng thu nạp quỷ chứng lực lực lượng chậm rãi tăng trưởng nhất là thiên quỷ tán nhân thân thể của nó cấp tốc trở nên ngưng thực ẩn ẩn vượt qua phương hiệu đình viên minh bừng thầm thiên quỷ tán nhân vốn là hồn tu tình vũ đỉnh phong bị phù văn quyền rùa cực ép đánh rớt tù vì nếu có thể dựa vào quỷ trướng khôi phục thực lực, tuyệt đối có thể trở thành một cái tay đắc lực quán. Hắn. hắn suy nghĩ một chút, ném cốt đào màu trắng cùng với quả trượng màu đen của tên quỷ tán nhân vào bên trong bách quỷ dạ hành đồ. Cả hai đều là pháp bảo âm thuộc tính, dùng quỷ trướng tầm bổ, có lẽ tăng lên uy lực một hai. Về phần diệt hồn kiếm, viên mình không ném vào bách quỷ dạ hành đồ. Kiếm này cần lực lượng âm hồn thuần túy, quỷ trướng cưỡng ép thu nạp hỗn tạp ngược lại sẽ có hại. Nhưng viên mình dọc theo con đường này, cho với quỷ dạ hành đồ ăn đại bổ dẫn tới dị động, lại khiến cho toàn bộ hành trình thần kinh của nhan tư tịnh càng cứng, tay nắm chặt kim sắc bảo kiếm, hết sức chăm chú dò xét bốn phía. Nhàn đạo hữu không cần lo lắng như thế, quỷ trướng dị động này có thể là chủ nhân tiên phủ cố ý dẫn phát, khảo nghiệm chúng ta, nếu có quỷ vật đột kính, cứ giao cho ta là được. Viên mình nhìn thấy nhan tư tịnh như vậy, biết là nàng bị quỷ trướng dũng động hù dọa, cảm thấy ai nấy an ủi, bay đến trước nhàn tư tỉnh. Quỷ trướng là dựa vào quỷ khí nồng đậm sinh ra, nơi này có thể huỳnh thành quỷ trướng nồng đậm như thế, khẳng định có không ít quỷ vật chiếm cứ, viên đạo hữu nhớ cẩn thận. Nhàn tư tịnh nhẹ nhàng thở ra nhắc nhở, viên mình ừ một tiếng, thần thức quét về bốn phía, diệt hồn kiếm ở bên trong cơ thể, ngò ngoài muốn động. Khác về nhàn tư tịnh, ngược lại phi thường trở mong quỷ vật giết tới, Diệt hồn kiếm mới tiến cấp thành pháp bảo, đang cần rất nhiều âm hồn bổ dưỡng. Trước kia kiếm này tu nạp nhiều hồn lực hơn nữa, lực lượng cũng sẽ không biến hóa quá nhiều. Hôm nay diệt hồn kiếm đã dưỡng thành phù trận, tôn về âm hồn càng nhiều thì uy lực càng lớn. Nhưng vượt quá hai người dự đoán. Bọn họ đi một hồi lâu, ngay cả một con quỷ vật cũng không gặp được. Hẳn là đã bị hắc bảo nhân đi trước đánh chết rồi. Nhàn tư tịnh vừa mừng vừa sợ. Viện mình im lặng không nói, âm thầm hoài nghi quỷ vật nơi đây có phải là bách quỷ dạ hành đồ hù dọa chạy mất rồi hay không hắn đang lo lắng có nên thu hồi bách quỷ dạ hành đồ không thì trong trường khí phía sau đột nhiên lướt ra một đạo bóng xám lại là nữ tử áo xám tóc tai bù xù trên mặt mũi tràn đầy vẻ hung lệ nhào về phía nhàn tư tỉnh quanh người quỷ này âm khí lượn lờ dao động mãnh liệt không kém gì tu sĩ kết đan kỳ nhàn tư tịnh phản ứng cực nhanh lập tức giơ lên kim sắc bảo kiếm một đạo kim sắc kiếm quang hùng vị quét tới. Nữ quỷ áo xám giờ một chảo lên, một hắc sắc quỷ trào lớn gần một trượng lăng không xuất hiện, đơn giản chống đỡ được kim sắc kiếm quang. Không đợi nhàn tư tịnh phản ứng, nữ quỷ há miệng phun ra một tiếng rít. Trong phương viên vài chục trượng, nhất thời tràn ngập tiếng quỷ khóc. Âm thanh gào cực kỳ chói tai. Nhàn tư tịnh cảm thấy thần hồn như gặp phải trọng kích. Trong khoảnh khắc quyết sắc ở trên mặt hoàn toàn không còn, trong đầu càng là trống rỗng bàn tay nữ quỷ chấn động hắc sắc quỷ trào ngăn kim sắc kiếm quang chộp vào ngực của nhàn tư tỉnh mặt thấy sẽ chém giết nàng tại chỗ thì một đạo kiếm quang màu đen từ phía trước phóng tới xuyên qua hắc sắc quỷ trào chém nó thành vô hình nhàn tư tỉnh cũng bị một cỗ thành quang bao lấy cuốn ngược ra sau lưng viên mình viên mình đã ngưng tụ thành hồn đan thân hồn ổn định dị thường không bị tiếng gào ảnh hưởng mảy may Khoai miệng thậm chí lộ ra vẻ tươi cười do xét nữ quỷ không thôi nữ quỷ cũng nhìn trầm trầm viên minh tựa như cảm thấy người này khó đối phó hơn nhan tư tỉnh do dự hai nhịp thở sau đó mới ra tay một lần nữa phát ra một tiếng quỷ gào hai hắc quỷ trào cũng lăng không toát ra đánh về phía hai bên viên minh viên minh cười nhạt một tiếng á miệng phun ra hai đạo diệt hồn kiếm quang chạm diệt chúng đồng thời một đạo hư ảnh đồ quyền to lớn từ bên trong cơ thể của hắn bắn ra cuốn lấy nữ quỷ nữ quỷ ra sức dãy ruộng nhưng căn bản không tránh thoát được khỏi đồ quyền trói buộc kêu thảm thiết một tiếng rồi biến mất không thấy gì nữa được thu vào bách quỷ dạ hành đồ viên mình do dự một chút không dùng diệt hồn kiếm chém giết hấp thu nó thần thông quỷ gào của nữ tù này không yếu thủ đoạn có chút tương tự với hồn tu và thể khắc mấu chốt có thể cần dùng đến hắn thôi động thần thông chuyển hóa quỷ thể của bách quỷ dạ hành đồ bắt đầu luyện hóa nữ quỷ áo xám thành quỷ nô chương 370 trăm ân đô thành à đầu quỷ vật kia đâu bị người đánh lui rồi à nhàn Từ tịnh lúc này mới khôi phục lại có chút hoàng sợ nhìn chung quanh không cần lo lắng quỷ vật kia đã bị ta thu phục viên mình nói một câu rồi tiếp tục bay về phía trước nhàn tư tịnh nào nào về mặt có chút phức tạp nhìn bóng lưng của viên mình cũng đi theo hai người vừa mới rời đi không bao lâu thì trong hư không cách đó mấy trượng một đạo thân ảnh trong suốt nổi lên chính là hắc bảo nhân lúc trước. Chân thân của người này không tản mát ra một chút khí tức nào. Trước đây thần thức của viên minh và nhàn tư tịnh đã đảo qua nơi này, lại không thể phát giác sự tồn tại của gã. Hắc bảo nhân nhìn bóng lưng viên minh, ánh mắt ở dưới khăn đen lấp lóe tinh quang, sau đó nhoáng lên một cái, biến mất không còn thấy gì nữa. Trên con đường tiếp theo, hai người viên minh to ngộ quỷ vật bắt đầu nhiều hơn. Có quỷ vật kết đàn kỳ cường đại, cũng có rất nhiều tiểu quỷ trúc cơ luyện khí nhưng mặc kệ là quỷ vật gì đối mặt với bên mình đều không có lực lượng phản kháng một chút nào không phải là bị bách quỷ dạ hành đồ cuốn đi thì chính là bị diệt hồn kiếm chém giết nhàn tư tịnh một đường rất ít xuất thủ tâm tư lại càng ngày càng nặng nề về mình hiện ra thực lực nhiều lần vượt qua dữ liệu của nàng gần như vượt qua phạm chủ kết đan kỳ vốn có mà tựa như đối phương cũng không xuất toàn lực Viên mình chỉ là sứ giả của Minh Nguyệt Thần, vậy mà có thực lực như thế, minh nguyệt thần mà hắn hầu hạ có lẽ có thể chống lại lôi minh lão tổ cũng không nói nếu vậy nhàn tự tịnh âm thầm suy đoán mặc dù nàng đáp ứng viên minh thờ phụng minh nguyệt thần nhưng trước đây vẫn hoài nghi thực lực của minh nguyệt thần hôm nay nhìn thấy chiến lực của viên minh kinh người thì bắt đầu kính sợ minh nguyệt thần phát ra từ nội tâm vào thời khắc này quy chướng đột nhiên trở nên mỏng manh sơn cốc đã tới phần cuối phía trước tầm mắt lại là mặt đất trống trải rộng rãi đất và cát đá màu đen thoạt nhìn là bãi sa mạc mênh mông vô bờ ngẫu nhiên từ bên trong khe đá mọc ra một ít cỏ cây màu xanh khiến trong này thoạt nhìn nhiều thêm một chút sinh cơ bầu trời cũng hiện ra màu xám đen cho người ta một loại cảm giác mênh mông mà trên bãi sa mạc hoang vu này đứng vững một toạt thành trì màu xám đen tường thành cao tới hai ba mươi trường từ phía mở rộng ra rất xa chiếm diện tích không nhỏ không dưới tiểu hồ thành và vọng nguyệt thành phía trên cửa thành đối diện với hẻm núi khắc ba chữ lớn ân đô thành rồng bay phượng múa có thể là do nhiều năm chưa được tu sửa nhiều nơi ân đô thành đã sụp đổ tàn phá ba chữ to ở trên cửa cũng dạn nứt rất nhiều chỗ hai phiến đại môn cũng bởi vì nhiều năm gió táp mưa xa đã sớm rách nát không chịu nổi xuyên qua đại môn có thể nhìn thấy đường phố ở bên trong cũng rách nát không có một chút dấu chân nào khảo nghiệm sơn cốc đã thông qua sao Tòa thành thị này là có chuyện gì xảy ra? Nhàn tư tịnh vô thức nhìn về phía viên mình, lấy như tiền lôi sai đầu đánh đó. Không biết, chỉ là muốn tiếp tục thăm dò tiên phủ này, chỉ có thể tiến vào bên trong thành nội. Viên mình bình tĩnh nói. Tại sao? Nhàn tư tịnh khẽ giật mình hỏi. Viên mình đưa tay chỉ vào phía bên phải. Sau mấy khối loạn thạch đứng vững một khối bia đá thấp bé, trên đó viết một hàng chữ nhỏ. Trong ân đô thành, âm dương ở giữa bí bảo trọng khí tặng người hữu duyên vẫn là viên đạo hữu cẩn thận bốn câu kia thì ba câu dễ hiểu còn câu âm dương ở giữa là có ý gì nhan tư tịnh xem xét kỹ nhỏ ở trên tấm bìa đá rồi hỏi viên mình cũng đang suy nghĩ ý tứ của mấy câu nói đó nhất thời không có thu hoạch bất kể như thế nào thì vẫn phải vào thành tìm tòi ta chuẩn bị vào xem nhan đạo hữu có tính toán gì không hắn mở miệng hỏi Viên Đào hữu đã có hứng thú Tiểu nữ tự nhiên tương bồi Nhàn tư tịnh hơi suy tư một chút rồi nói Viên mình hứa hẹn mượn dùng lực lượng Minh Nguyệt Thần diệt trừ lôi mình lão tổ Nếu nàng dừng bước ở đây Sẽ không thể nào nghiệm chứng thực giả Mà nơi hoàng dã nhìn như yên lặng này Ai biết có nguy hiểm khác không Viên mình không nhiều lời Dẫn đầu đi qua khai hở cửa thành Không phá hư đại môn Nhàn tư tịnh cũng giống như vậy mà chui vào Cùng lúc đó trong một chỗ bằng thiên tuyết địa lôi mình lão tổ mang theo nữ tù kết đan kỳ nhanh chóng tiến lên tường quái thú loại hồ máu oánh lam từ bên trong đồng tuyết phía dưới không ngừng chui ra nhào về phía hai người lôi mình lão tổ lôi mình lão tổ cũng không chớp mắt trường bao trên người bắn ra bên ngoài đạo đạo tử lôi đơn giản xuyên thủng những quái thú làm hồ kia hóa thành từng cỗ thi thể cháy đen sau một lát băng tuyết ở phía trước nhanh chóng biến mất mà đất bọc ra rừng rậm sum xuê ung tùm một tòa thành trì màu xám cao lớn đứng vững ở đây vậy mà cũng là ân đu thành không chỉ như thế chỗ tường thành đại môn bị tàn phá giống như đúc với hai người viên mình gặp ở trong hoang mạc lão tổ nơi này có một tấm bìa đá nữ tu kết đàn chỉ hướng rừng cây ở gần đó nói nơi đó đứng vững một tấm bìa đá phía trên viết văn tự giống y hệt với chỗ viên minh gặp bí bảo trọng khí <laughs> rốt cuộc bắt đầu xuất hiện bảo vật ánh mắt của lôi mình lão tổ lộ ra vẻ tham lam đang muốn phi thân vào bên thành thì đột nhiên dừng bước người ấy đi vào trước lão nói với nữ tù kết đàn nữ tù biết lôi mình lão tổ muốn nàng dò đường trong lòng chửi mắng nhưng cô không dám không nghe theo tế lên pháp bảo hộ thể dẫn đầu tiến vào bên trong thành nội Lôi mình lão tổ thấy nàng cũng không gặp nguy hiểm Đang muốn đi theo vào Thì nữ tù ở trong thành Đột nhiên làng không biến mất không còn thấy gì nữa Lôi mình lão tổ lấy làm kinh hãi Lão một mực dùng thần thức tập trung nữ tù kết đan Nhưng cũng không nhìn ra nàng này biến mất thế nào Cửa thành u ám Như thể có một cái miệng lớn tầm bất khả chắc Thôn vệ tất cả Kẻ dám can đảm bước vào bên trong đó Lôi mình lão tổ âm thầm kinh hãi Sắc mặt sau một hồi âm tình biến hóa qua đi vẫn lựa chọn tiến lên, tiến vào bên trong thành. Vạn sĩ Hồng đi qua hỏa diệm sơn mạch, nơi đây cũng không có yếu thú tập kích, nhưng mà trong không khí nhiệt độ cao, rừng rực, đồ để đốt cháy tất cả. Có rất nhiều hòn đá đã bị hòa tan thành nham tương. Vạn sĩ Hồng đi qua trên đó, bên ngoài thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhạt, ngăn cách nhiệt độ cao bên ngoài không bị ảnh hưởng. Điểm đến cuối của hỏa diệm sơn mạch là một mảnh đồi núi xuất hiện ở phía trước một tòa thành trì cao lớn đứng vững ở đây cũng là ấn đô thành tình huống không khác chỗ bọn người viên minh và lôi minh lão tổ nhìn thấy vạn sĩ hồng nhìn thấy bia đá ở bên gần cửa thành sắc mặt cũng không biến hóa quá nhiều chỉ hơi ngừng một chút rồi bay thẳng vào bên trong cửa thành đụng nát cửa thành bị tàn phá tô tử mạc mang theo thanh niên tóc vàng mắt xanh xuyên qua một chỗ sơn lâm tràn ngập kịch độc chứng khí ở phía trước cũng xuất hiện một tòa ân đô thành viên mình và nhàn tư tịnh tiến vào bên trong ân đô thành thần sắc đều biến đổi toàn bộ tòa thành trì bị một cỗ lực lượng bao phủ thần thức hai người chịu ảnh hưởng chỉ có thể lan tràn ra ngoài cơ thể vài thước không chỉ như thế cỗ lực lượng vô hình này còn thêm vào một loại lực lượng cấm bay cổ quái nào đó nhàn tư tịnh tế lên một kiện pháp khí hổ đô Định đằng không bay lên thì lập tức cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bay càng cao thì áp lực này đè càng lớn. Lấy thực lực kết đàn của nhàn tư tịnh cũng chỉ có thể bay cao ba trượng đã không chịu nổi, trực tiếp bị đè xuống dưới. Xem ra chủ nhân tiên phủ không muốn chúng ta phi hành để quan sát toàn bộ thành trì. Nhàn tư tịnh nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, về mình động tâm, định để đệ nhất phân hồn ly thể bay ra nhìn xem có thể bay đến giữa không trung hay không. Nhưng cấm chế vô hình ở bên trong thành, ảnh hưởng cực lớn tới thần hồn. Phần hồn cũng do hồn lực hình thành, nên không thể rời khỏi thân thể của hắn. Trong lòng của hắn nặng nề, thần thức không thể ly thể, phần hồn cũng như thế, hồn nhà tự nhiên thì càng không cần phải nói. Kể từ đó, nguyễn thuật lợi hại nhất của hắn cơ hồ bị phế đi. Viên Minh không quan tâm, lại thử nghiệm thôi động bách quỷ dạ anh đồ, một con quỷ vật màu đỏ đầu người chân chim lăng không xuất hiện là quỷ vật kết đàn hắn vừa mới thu phục ở bên trong hạp cốc bên kia rất giống với cô hoạch tiểu ở bên trong truyền thuyết cô hoạch tiểu vừa xuất hiện lập tức vỗ cánh bay lên giữa không trung không sử dụng pháp lực mảy may viên mình muốn thử nếu cách không dùng lực cấm chế này có kích phát hay không kết quả là cô hoạch điểu vừa bay lên cao ba trường đã bị một cỗ áp lực khổng lồ chụp xuống viên mình khẽ động tôi động diệt hồn kiếm bay về phía trước một khoảng cách cô không cảm giác được áp lực phi hành thấp tựa như không ngại hắn nhẹ nhàng thở ra pháp bảo có thể phi hành dưới thấp bình thường chiến đấu không bị ảnh hưởng tình huống không có tuyệt vọng cho dù thế nào dò xét các nơi trong thành đã xem có tìm kiếm được món gì gọi là bí bảo trọng khí kia không viên mình thu hồi diệt hồn kiếm đi về phía trước còn cô hoạch điều kia viên minh cũng không thu vào bên trong bách quỷ dạ hành đồ để nó bay nửa trượng trên đỉnh đầu của hắn nhàn tư tịnh thì tế ra pháp bảo hộ thể cùng với viên minh sống vai đi giật nhanh hai người đi ra mấy đường phố không phát hiện bất kỳ khác thường gì nhàn tư tịnh thận trọng mấy lần tiến vào vòng ốc ở hai bên đường phố tìm kiếm cũng không có chút thu hoạch nào nơi này thoạt nhìn chỉ là một chỗ thành trì phổ thông gạch ngói dùng tài liệu đều là vật phạm tục không ngẩn chứa khí tức của linh lực ân đô thành này có diện tích không nhỏ thần thức không thể tản ra được chúng ta cứ lục soát như thế chẳng biết lúc nào mới có thể đi hết vẫn nên chia ra tìm kiếm đi viên minh đề nghị cái này trước mắt ở trong thành thoạt nhìn yên lặng nhưng mà ai biết có gặp nguy hiểm hay không vẫn nên cùng đồng hành tìm kiếm chậm một chút thì chậm một chút chứ sao nhàn từ tỉnh do dự nói cũng được ta để vài đầu quỷ vật đi tìm kiếm trước Viên mình gật gật đầu, để cô điểu bay về phía trước, lại thả ra mấy quỷ vật phương hiệu đình, tiên quỷ tán nhân, bay tới các phương hướng khác nhau. Viên đạo hữu giỏi về nuôi dưỡng quỷ vật sao? Vậy đầu âm quỷ này đều có thực lực kết đan kỳ. Tụ tiền giới triệu quốc cũng có mấy môn phái giỏi về nuôi quỷ. Nuôi đa phần là tiểu quỷ luyện khí trúc cơ, còn kém rất xa với viên đạo hữu, tiểu nữ bội phục. Nhàn tự tịnh nửa lấy lòng nửa thăm dò nói, Viên Minh từ chối chỗ ý kiến chỉ mỉm cười. Đà muốn nói cái gì thì thật sắc đột nhiên trầm xuống. Sao vậy? Nhàn tư tịnh nhìn mặt mà nói chuyện vội vàng hỏi. Vài đầu quỷ vật đột nhiên biến mất không thấy. Viên Minh trầm giọng nói một câu bay về hướng thiên quỷ tán nhân. Nhàn tư tịnh thì vội vàng đuổi theo. Giật nhanh hai người chuyển qua một chỗ giao lộ. Một đầu đường phố khoáng đạt xuất hiện ở phía trước. Căn cứ và về mình cảm giác trước đây, thiên quỷ tán nhân vừa mới rồi bay đến nơi này, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Viên mình đi tới chỗ sau cùng của thiên quỷ tán nhân, tra xét rõ ràng là không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, thiên quỷ tán nhân một đường thu nạp quỷ trướng, thực lực đã khôi phục hơn phân nửa. Bản thân giao thủ với nó, muốn thắng cũng không dễ, vậy mà vô thành vô tức biến mất không thấy. Làm hắn kinh hãi hơn nữa chính là vài đầu quỷ nô kia cũng đều hư không tiêu thất như thế dù tu sĩ nguyên anh cũng chưa chắc làm được điều này thật sự là quỷ dị hết chương 370 cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị